Chào đón quý vị cùng đến với chương mục Sống Khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách vệ sinh nhà cửa bằng tinh dầu và những chất liệu khác tìm thấy trong cuộc sống. Chẳng hạn như là trong gian bếp chúng ta thấy có nhiều vật dụng bị gỉ sét và chúng ta có thể dùng hành tây thái nhỏ ra và chà vào những cái loại dao mà bị gỉ sét đó. Thì chà đến đâu các loại gỉ này sẽ bong ra đến đấy. Và khi mà những vật dụng nhà bếp thường bị rỉ thì chúng ta có thể dùng nước vo gạo đặc. Chúng ta ngâm trong đó thì chống và cũng làm sạch đi các vết rỉ. Và nếu như quý vị nội trợ có những cái nồi sắt bị gỉ thì mình cũng có thể đun với 1 lít nước sạch cộng thêm 50 gram phèn chua và đun trong vòng khoảng 10 phút đồng hồ. Sau đó chúng ta có thể dùng bàn chải hoặc là một cái cọ để mà mình cọ rửa thật là sạch thì những cái vật gỉ đó nó sẽ bị bong ra. Hoặc là chúng ta dùng giấm để lau sạch hoặc ngâm trong giấm thì vết rỉ sẽ biến mất. Một số những cái vật dụng mà chúng ta thấy bằng sắt và tráng men, sau khi lớp men này bong ra thì bên trong rất là dễ bị gỉ, thì chúng ta cũng có thể dùng một lớp dầu nến để mà bôi bên ngoài và sau đó lau thật sạch thì cũng có thể bớt được tình trạng này. Hà Trinh này, nếu mà chúng ta để ý là ở nhà bếp hay là ở trong những góc kẹt á, ngay sàn nhà có những vết bẩn mà chúng ta khó lau chùi lắm, ngay cả mình lau chùi kỹ rồi cũng không thể biến mất được, thì có mấy vật như thế này nè, chúng ta sẽ dùng vài giọt tinh dầu pha với giấm trắng, thì chúng ta đổ trực tiếp lên vết dơ đó, sau đó dùng vải sạch lau lại là hết. Thấy biết không, mỗi khi mà đi làm về ở trên thích nhất là cái giai đoạn mình đốt cái đèn tinh dầu, cái mùi thơm nó tỏa ra khắp phòng rất là thơm. Và hai cái mùi trên thích nhất là mùi tinh dầu chanh tươi với lại mùi tinh dầu bạc hà. Nhưng mà gần đây Trinh phát hiện ra tinh dầu chanh tươi và tinh dầu bạc hà, nếu như mà mình sử dụng để lau cái cửa kính khoảng chừng 1 đến 2 lần một tháng thì sẽ giảm được cái sự tích tụ vết bẩn trên cửa kính và làm sạch lên rất là nhiều. Không chỉ là trên cửa kính thôi đâu, nếu mà Hà Trinh dùng tinh dầu như là tinh dầu bạc hà và tinh dầu oải hương á, thì chúng ta pha loãng với nước, sau đó lau sạch các bệ cửa sổ, các thành cửa sổ luôn, thì không chỉ là làm sạch nè, làm thơm nè, mà còn đuổi ruồi muỗi các loại côn trùng cũng như là các loại nấm mốc bám trên đó. Quả thật là với các loại tinh dầu cũng như một số những cái chất liệu khác ở trong nhà bếp, chúng ta có thể sử dụng để vệ sinh nhà cửa rất tốt, phải không thưa quý vị?